Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy vặt điện của Howo 375 và A7. Với cái dòng máy vặt điện này thì buli của nó là chạy bản BK. Đây là hàng Âu Em, hàng Đài Loan mới 100%. Đây là phần IC của nó. IC này thì được thiết kế là 2 rác điện anh em nhé. Đây, em sẽ soi để anh em nhìn. Đó, 2 rác điện luôn. Cái thân của cái máy này nó cũng khá là to đấy. Đây là cái mã OEM của sản phẩm này. Đây là phía đuôi của sản phẩm với cái dàn diode này rất là chắc chắn. Và cái lượng nõi đồng thì nó khá kinh khủng rồi. Đây, gần như anh em nào đã mua trực tiếp hàng bên em một lần rồi thì đã biết rồi đúng không ạ? Cái sản phẩm. Và với cái thiết kế của dòng này nó sẽ là 2 chân bắt. Đây, 2 chân bắt đấy. Một chân bên này, một chân bên này, vào động cơ là xong. Đây, anh em nghe nhé, rất trơn tru luôn. Đó. Với cái mã OEM của sản phẩm nó là VG1095-094002 và nó tương thích phù hợp với các dòng xe như Howo T5-280, 336, 371, 375, 380, 420, A7. Đó. Nguồn điện của dòng này thì nó là 28V và 70A. Đây là hàng OEM mới 100% anh em nhé. Đấy, phía ngoài là được thiết kế bằng vỏ nhôm, hợp kim nhôm rất là chắc chắn. Đây, máy phát được lắp ghép với nhau qua 3 thân. Phần đuôi là phần bao gồm là những cái vỉ diode IC, còn 2 phần thân này được khớp nối với nhau bằng cái ốc này để tạo thành hình thân của nó. Đây ạ. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Đó. Đây là buli bản BK của nó này. Buli của dòng này thì để em xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. 5 BK nó sẽ là 6. Đấy là 5 rãnh nổi sẽ là 6. Thì vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của Howo 375 và A7. Cái mã OEM của nó là VG1095-094002. Cảm ơn anh em đã cùng bữa chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ về kỹ thuật là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.